Chào các bác nhá, em đang có mặt ở hồ Lục Núi Căng Thái Nguyên. Mang theo ốc ấy rồi. Về Thái Nguyên thì phải đánh theo kiểu của thổ địa Thái Nguyên. Nói chung là không lang nhang, cho em gọi thịt. Rồi, đơn giản. Thính thì anh nhiều lắm em ơi. Đi C7 được anh. C7 uy tín anh luôn. Anh đánh loài nào là hay lên cả nhất. C7 này là đang ở đây là uy tín nhất. Đấy. Mà anh đang bán C7 trên thị trường là anh. Ôi, đừng có quảng cáo, đừng có quảng cáo. Thì cái nội dung là các bác đi ở đâu không vậy? Về hồ nào thì nên đánh theo thổ địa của hồ đó. Anh Hào ở Thái Nguyên hay đánh Thái Nguyên. Hay bảo là cái này vào việc dễ đánh. Ok. Mình sẽ dùng cái này trộn với ốc này để đánh luôn. Đấy, 6 cân ốc, 5-6 cân ốc. Cả gói đúng không anh? Cả gói luôn em ạ. Đó, cứ đến Thái Nguyên là phải hỏi thổ địa nói sao là làm ý vậy. Ốc có rửa không anh? Ốc không rửa, ốc để nguyên bùn em nhé. Có phải trộn lên không anh? Có chứ, không trộn thì ngấm ra được. Tí nữa có phải dập một ít không? Có dập tầm 1-2 cân thôi em ạ. Ủ tính 1 tiếng 2 tiếng dập 1-2 cân là thả mồi nhé. Ủ 1-2 tiếng dập 1-2 cân. Đúng rồi. Thả mồi. Đúng đánh rồi. Cá 120m. Chịu chết. Ok. Lâu lắm rồi mình không đánh lục. Thử xem đánh lại có giật được nữa không. Này đánh một cái ô hơi khóng. Sát đường dây điện. Đấy, chưa đến. Ổ bắt tọp như ổ. Bắt tọp luôn. Giữa. Ý xà. Oai oai. Lên đi anh, chưa để nổ. Không. Lên thế nào? Lên. Ôi xài tuổi gì? Ôi giời. Đây có đinh. Tuổi gì? Còn non và xanh á. Để chạm vào đây dung đẹp không? Nếu dung đẹp không đánh được vãi là cái một. Này nó đang quay đấy. Chồng em do gì quá. Đây, đánh nhau đi, đánh cũng được. Đừng giật. Ôi giời, ông không giật được cá này thì tay đã có phần chồng thôi, không có. Đồng cá, đồng cá, đồng cá, đồng cá. Em bản năng sát thủ vẫn con nhá. Có vườn gì không anh Hao? Hồ có vườn gì không? Lâu lắm rồi mình đánh lục trở lại các bác. Chúng là cảm giác mình rất là tê tay. Cùng rất là phế tay. Đen, đen hay rô? Đen 100 lấy ông rô. Ồ. Ui, giống đĩa lắm. Đen đấy. Béo cũng như thế nào. Trong này nó có những cái cành cây, cái đấy,
Phê không em? Rất hay. Sổ. Tuyệt vời. Đường cá Tân Nguyên như Lào. Như Lào. Đỉa đấy. Đỉa đấy. À, bảo cả Thái Nguyên các bác nhá. Lâu ngay chạm tay cần câu lục nhưng mà vẫn đang còn phóng độ chán. Còn cả cù luôn các bác. Còn đây tỉ lắm ẩm thực luôn đấy. Ẩm thực luôn. Ẩm thực luôn nhá. Đây thả vào vợt. Ở dưới cái đáy hồ nó băng phẳng nhá, tuy nhiên có một cái hồ sâu như này. Đây là đổ ốc vào cái hồ á. Thế cái hồ đấy thì cùng là một là người tạo, vô tình tạo, hai là do cá nó ăn nhiều nó tạo ra cái hồ. Thì thành ra mình đánh mình không cần cừ, mình bổ ra mình ném kéo về đến cái hồ á, phao nâng cao đến cái hồ nó tụt xuống. Là vừa đánh nó không cần cừ. Đấy. Trong vòng đúng 5 phút, hai con. Đỉa đấy. Đỉa Thái Nguyên đấy. Ấy. Màu xanh hay cho nhỏ cái nhá. Tay anh cho em nhỏ cái á. Đấy, đúng rồi. Em nghiêng đầu cần bên này. Anh bảo máy cho em nhỏ cái. Cá cù tiếp. Tiếp tục con cá cù. Anh bắt con 11 cân rưỡi. Cá cù của hồ này bao năm đấy. Chết rồi, vợt không có. Vợt kiểu gì. Không cần vợt đâu. Đấy, đen xì. Đen xì bảo ố này không có gì ra ngoài đen đâu. Đen đỉa ấy. Đỉa Thái Nguyên đấy, quê đâu. Quá chất lượng. Đỉa Thái Nguyên nhiều nhất á. Lì đâu, gió tốc độ. Gió tốc độ thì đĩa mạnh là bà đĩa đu dây. Anh cứ mở máy em nhờ nhá. Để vớt này luôn, vớt luôn anh. Vào vớt. Còn thứ hai các bác nha. Đúng trong vòng 5 phút. Hai con. Đây, con thứ hai các bác nhá. Con này cùng cả cù nhưng mà người hơi cẳng tí. Chắc là phải thả bớt tí nữa đánh sóng, thả bớt thì đáng cuốn ổ nhá. Đánh thủ bắt được các bác. Cá đẹp chưa? Ok. Bây giờ mày anh em sẽ đi lấy gạch để làm ẩm thực con cá. Em có một cái ý tưởng này nhá. Là mình
mình xếp thành một cái lò cho to, xong rồi mình đốt lửa lên cho cái lò nóng, xong vứt con cá vào tấp lò lại chơi chỉ nó được. Tuyệt vời, ý tưởng hay, đi chuyển luôn đi đấy gần lò gạch mà. Ô, mình sẽ lấy cái gạch hư ở đây nè. Thái Nguyên này gần lò gạch nên cũng tiện phết. Thấy cái này người ta vứt mà. Đồ này đồ phế thải, mang về làm bếp. Đây, chuyển dần dần nhé. Mình đang bắt đầu châm lửa, cháy cháy một tí thì mình đổ thêm than vào. Bây giờ mình với anh Hao sẽ ướp con cá này, sau đó bọc giấy bạc vô lớp lại rồi ném vào cái lò kia nhá. Liệu chín không? Đây này nào. Nếu cá mà bé thì ném vào. Được rồi, chắc từng lấy gia vị thôi đủ. Thế thôi, không mặn. Cái gì đấy? Cứ thử tưới vào được hết. Ê, nhìn đổi hết em ơi. Còn cái chín nữa không? Hết rồi đúng không? Đấy rồi. Đặt điện thoại dưa hẳn, dưa hẳn dưới nó mới ngang con cá nó mới đẹp. Cái bọng cá này. Để luôn cả bọng cá. Để chứ. Anh ăn không? Nhưng mà sống. Để nhiều mờ lắm, có khi phải cháu bớt mờ ráo. Gói kia để ướp thịt. Đẹp đấy. Tao nghe mùi thơm rồi đấy. Thơm rồi. Hấp dẫn rồi đấy. Cho cá vào lò nha các bác nha. Bóng mặt. Đẹp tuyệt vời. Đẹp. Quay cái mắt à. Cái ông Hào đi. Cái hối dưới nhẹ nhẹ thôi, em thích dùng lắm. Anh nhẹ mà, toàn tìm toàn viên nhẹ mà. Ê, dưa mày hôi hộp này, cảm giác đứa tân cấy mơ rồi mày rú này. Mạnh cái kiểu mà. Con quay đi tỉ hẳn mà sập ra tao số luôn nhá. Em lơ mà sập. Có chân mông mà, lúc sập là chém á.
đấy là ô chí rồi chả trường hợp đẹp nhất trường hợp xấu nhất đấy, đủ gạch thôi. Rồi đấy ạ. Rồi gì? Anh cổng à? Phải đến viên cuối cùng này. Anh không cổng à? Tuyết mắt rồi. Đỉnh nó cao lắm. Khó mày. Đấy dư viên nhỏ nhỏ cố gắng này. Cố gắng cố gắng thoát tên. Rồi em quay. Ở đây chị quay cho. Bạn đừng làm gì cả, bạn chỉ nhặt gạch cho mình thôi. Ok. Nam bộ ảnh cả nhà đi. Chụp đi. 2 3. Các gì đó? Để đó. Đấy. Đấy này, cứ đái úp này úp lại. Có nhiệt đi. Ok rồi. Bây giờ để như này ủ khoảng 1 tiếng nữa nhá. Này khoảng 1 tiếng là ok. Ngon rồi. Rồi ok. Hay. Sau hơn 1 tiếng ấy mới nghĩ ra món này chín rồi. Bây giờ hai anh em sẽ dở ra. Thì không phết ạ. Đặt vào rồi lại dỡ ra. Nóng lắm. Mùi trời không chín. Khét luôn rồi. Mùi than vẫn hồng rọi à. Nóng ạ. Là về gấp chờ quá. Bác. Anh đưa đi em không vui nhá. Anh thịt bốn miếng nữa đâu ạ? Thịt khảo cổ. Đây thịt này. Ui xèo 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 của em này. Xèo luôn rồi. Ừ. Để tí nữa là cháy đấy. Nè, quay đoạn nha. Ôi 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 ôi, ra đuối tí đấy. Nào. Con nóng lắm, nóng đấy, quẹo á. Quẹo ấy. Như là chín kỹ lắm em ạ. Nhiều lớp cái bạc. Ui nóng chưa? Chín mất xác. Ui nào. Ui nào. Thấy chưa? Vừa đẹp nhá, để một tí nữa nó cháy, cháy này. Rồi. Ồ vàng ấy. Em thử khui cái miếng thịt này xem là chín chưa này. Ồ vàng, khó nào. Cái này bị chảy mất rồi anh này. Nó dính vào cái miếng đấy. Đấy, chảy nó hứ. Đấy, miếng này không ngon đâu. Vàng hươm luôn. Nóng lắm. Mời các bác. Nóng lắm.
còn gì nữa. Em thấy nó ngọt không? Chất lượng. Nếu mà nướng ở ngoài thì bình thường nhá, được bọc giấy này á, hình như được cái ngọt rồi đóng á, ngọt lắm. Đây, cái miếng này nó dính cần vào cái ấy. Ăn cả dưới bàn. Ngon không? Nó vừa vừa đúng không? Ở ngoài nó dính nó kiểu đắng đắng ngọt ngọt. Đúng rồi. Cuối chầm nữa khoảng 10 phút nữa thôi là coi như xong luôn. Bé ăn không? Con ngồi bán luôn. Ngồi. Anh Ngọc này. Ngọc cầm đến đấy. Bé. Cái này không nhai được đâu. Cũng nắm. Cũng nhai được. Ăn đi bé. Ăn đi con. Đây, chỗ đây con xuống. Cũng bảo sợ là chưa chín em ạ. Tưởng nghĩ mày gọi là chất lượng mày à. Mà nó ngọt nữa. May mạnh hôm nay cũng cắt mất đầu đi. Kiểu... anh ấy cứ ăn một món nhiều miếng như này. Nè, cho mẹ thử cái này. Béo lắm. Hóc quá. Hóc cả. Câu mỏm hay gì? Đây là miếng cá chấm đen Thái Nguyên nha mọi người. Lần đầu tiên được ăn đúng không? Lần đầu tiên được ăn. Trong miền Nam nó không có cà rập nến đâu. Bỉa Thái Nguyên. Thử đi. Mình sẽ thử nha mọi người. Đúng không? Ngon. Ngon không? Ngon. Ngon. Ăn trúng mật nó hơi đắng. Nhiều đắng vị nó vị ngon. Đây là mình thịt. Anh Hào thì tay đâu bếp rọc con gà không? Được. Rồi. Em chín chưa? Rọc đứt đôi cái mình thịt luôn. Nhìn trắng non một tuyệt cục mơ luôn nhỉ. Máy mà còn gỡ ra sửa mà giá vàng rồi này. Không là chảy luôn thật. Đúng người, đúng thời điểm. Đây thịt này là ngon á. Đây, em xẻ từ ra. Người làm cục là xong. Đây. Này. Đồ hòn luôn. Đây, cắn ngập mồm luôn anh. Đây. Em vừa nóng lắm, mém mút này con chuột lưỡi. Nóng lắm luôn đó. Nóng lắm, cái mém mút con chuột cả lưỡi vào trong. Ăn từ từ đó. Cho nó nguội thì đó. Từ từ đã, để nguội lắm. Thao ăn ngon quá. Em thấy cười nữa. Ngon không? Một phần là coi như đi, đừng quay nhiều con là giấy lại cho nó nóng. Miếng thịt nha mày, mời mọi người nha. Như quẹt cho như đoạn cá nó ăn như. Nó xong chia thứ. Thôi, thì cũng thì nó là quay được đấy. Ừ, bà không ngầm gia vị. Hôm nay cả cũng ăn tay rồi. Rồi anh Hào mới đưa ra cơm đấy này. Và mất cơm đúng bài luôn. Có ít cơm này đưa cho ruột này mà.
rượu cho Bình Biên rồi. Đấy, ăn xong có cái lá này sáu để mà ấy chưa một